Bùi Quỳnh Hoa livestream cười chê thí sinh đội mình sau bán kết Hoa hậu chuyển giới Việt Nam. Trong phần thi tài năng của thí sinh Trung Khiết Anh, đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa, người đẹp chọn thể khả năng ca hát với ca khúc Đừng đùa với lửa. Tuy nhiên, đây là màn trình diễn được đánh giá thấp nhất trong top 12 chung cuộc. Sau bán kết 4 ngày, Bùi Quỳnh Hoa cùng hai thí sinh Đăng Tiên, Bolo Nguyễn đã livestream và chia sẻ về màn trình diễn của chính thành viên Trung Khiết Anh của mình. Bùi Quỳnh Hoa còn cười giỡn và trả lời bản thân bị xịt keo cứng ngắt khi thấy Khiết Anh catwalk. Nhiều người đã cho rằng Bùi Quỳnh Hoa đang có hành động cợt nhả chính thành viên của đội mình ngay trên sóng và không giữ thể diện cho Trung Khiết Anh. Suy cho cùng, mỹ nhân này cũng đã nỗ lực hết mình để có thể lọt vào bán kết.